Ok, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giải đáp cho anh em một câu hỏi, đó là chơi máy full frame có đắt không? Chúng ta nên chọn một chiếc ống như thế nào cho một chiếc máy full frame? Và với những chiếc ống crop thì thực sự cắm được trên những chiếc máy full frame không? Và đối tượng thử nghiệm trao đổi của chúng ta trong video ngày hôm nay đó chính là hệ máy ảnh Canon và trên tay mình đại diện tiêu biểu ngon bổ rẻ Canon 6D. Đầu tiên là đến chúng ta đến với hệ máy ảnh của Canon thì có một điều đó chính là ống kính crop của Canon hoặc các hãng thứ ba dành cho crop cho Canon thì chúng ta không thể cắm được trên full frame. Nếu mà có đút được vào thì nó sẽ tạo thành một cái quầng đen, ví dụ như anh em không thể cắm một chiếc kit, không thể cắm được luôn nhé, được vào cái ngàm này luôn. Thì đó là một cái điều đặc thù của bên Canon. Một số dòng khác ví dụ như là Nikon hay là Sony thì chúng ta vẫn cắm được ống kính của crop vào máy ảnh full frame và máy nó sẽ tự crop đi, nhưng trên hệ Canon thì hơi không làm điều đó. Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta bỏ qua, chúng ta sẽ không thử nghiệm cái việc là cắm ống crop lên full frame nữa, bởi vì bản chất kể cả những cái hãng khác các bạn có cắm được đi chăng nữa thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ không được cao, và chúng ta bỏ rất nhiều tiền ra để mua một chiếc máy ảnh có cảm biến full frame rồi chúng ta lại crop nó vào, và tương đương với một cái cảm biến crop như thế nó rất là phí phạm, phí của giời và anh trưởng. Vì vậy chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề máy ảnh full frame, chúng ta mua ống full frame và cắm vào. Vậy thì mình không có nhiều tiền, mình chỉ có một cái lượng kinh phí rất là hạn chế, thì liệu có mua được ống full frame không? Bởi vì mình nghe nói là máy full frame đắt lắm, ống full frame cũng đắt dã man, hạnh thận, đau thận. Thì câu trả lời là có. Với những chiếc máy ảnh như 5D2 hay 6D và rất nhiều các máy ảnh full frame khác thì bây giờ giá nó rất phải chăng. Một chiếc máy ảnh cực kỳ ngon bổ rẻ là Canon 6D thì bây giờ nó sẽ có giá, ví dụ con hàng xấu hàng nát nó cũng loanh quanh 10 triệu. Hàng khá cho tới siêu đẹp như mới thì nó chỉ có giá 13 cho đến 16 triệu. Anh em thấy thế quá hợp lý đây, như trên tay mình một chiếc rất đẹp như này, giá khoảng hơn 14 triệu, 15 triệu. Quá rẻ ở thời điểm hiện tại rồi. Vậy thì có ống nào 1-2 triệu không? Nếu có ống 1-2 triệu cho full frame không? Thì câu trả lời là có luôn. Ví dụ như trên tay mình có một chiếc ống là ống 2880. Đây là những chiếc ống mà khá cổ, chất lượng nó rất là tốt nhưng khá là cổ. Hay là một chiếc ống 35-135. Đây là những chiếc ống mà đã ra đời tương đối lâu, có thể là từ thời máy phim của Canon hoặc là có thể là từ những cái đời mà 5D1. Đó, thì những chiếc ống này bây giờ nó chỉ có giá khoảng tầm hơn 1 triệu, loanh quanh 1 triệu, hơn 2 triệu, hơn 2 triệu một chút. Vậy có tele có luôn cho các bạn, 75-300 hoa vàng nội địa Nhật, cũng chỉ có giá 1 triệu rưỡi. Giá cực kỳ rẻ, cắm được full frame, chụp với cảm biến full frame luôn. Nếu chúng ta có một cái kinh phí nhỡ nhỡ cao hơn một chút thì chúng ta sẽ chọn ống gì nhỉ? Chính xác là chúng ta lên chọn những ống kính fix. Ống fix chất lượng rất tốt mà giá cả rất phải chăng. Đại diện đầu tiên đó chính là ống kính 50 1.8 STM, mới 100%, giá chỉ có 2 triệu rưỡi. Cắm vào chiếc 6D này thì chân dung đã quá ba đạo rồi, ăn đứt các dòng crop, cắm ống xịn khác. Hay là nâng cấp hơn một chút thì chúng ta có những ống kính như là 50 1.4 USM, 85 1.8 USM. Đây là hai đại diện trong rất là nhiều đại diện viền vàng. Ống viền vàng có một cái giá thành rất là rẻ nhưng chất lượng tiệm cận với ống L. Những cái chiếc ống fix dòng viền vàng này thì chất lượng ảnh gần như không thua kém so với các dòng ống zoom viền đỏ nha anh em nhé. Còn nếu mà anh em có kinh phí cao nữa một chút nữa thì chúng ta đến với hãng thứ ba, đó là hãng Sigma hoặc hãng Tamron. Bây giờ họ cũng có những chiếc ống fix chất lượng rất tốt, giá dao động từ khoảng 7 cho đến khoảng 15 triệu. Những chiếc ống fix cực kỳ ngon khi chúng ta cắm lên những hệ full frame như này. Còn nếu thực sự anh em nghiêm túc với nhiếp ảnh, anh em là đại gia một tí, hoặc anh em muốn đầu tư, thì chúng ta hãy chọn ngay cho mình những chiếc ống kính viền đỏ, những chiếc ống kính luxury. Đây là một cái điều mà Canon họ rất biết làm hình ảnh, viền trắng, viền vàng và viền đỏ. Ở đây là những chiếc ống kính sinh ra để cho dòng full frame và sinh ra với một cái chất lượng rất tốt. Chúng ta đến với những đại diện giá rẻ, ví dụ như là 2470 F2.8 đời 1 của Canon, thì chiếc ống này bây giờ có giá khoảng 10 cho đến 15 triệu.
ống kính 2470F4IS của Canon. Chiếc ống này bây giờ có giá khoảng 10 triệu rưỡi cho đến 11 triệu rưỡi. Ống kính 1740F4L bây giờ có giá khoảng 7 cho đến 9 triệu rưỡi. Ngoài ra những cái đời ống này là đời ống tầm thấp của dòng luxury, cao hơn nữa khoảng 2-30 triệu. Chúng ta có 2470 đời 2, 70-200F2.8 đời 2IS, đời 3IS, 1635F2.8 đời 2, đời 3, rất nhiều. Và hệ ống kính của Canon thì rơi có khoảng hơn 100 đầu ống kính ngàm EF như thế này rồi. Và các bạn chú ý này, ống kính Canon EOS phân ra hai loại chính là ngàm EF dành cho full frame và cắm được trên cả crop, và ngàm EFF là dành riêng cho crop và chỉ cắm trên crop. Anh em nhớ điều đó nhé. Chính vì vậy thì mình nghĩ là cái việc anh em chọn chơi một máy ảnh full frame là rất dễ ở thời điểm hiện tại. Chúng ta không phải bỏ ra quá nhiều kinh phí cho máy ảnh và cho ống kính, miễn làm sao anh em quan tâm tới chất lượng ảnh thì anh em hãy chọn cho mình một chiếc máy ảnh full frame. Kinh phí thấp một chút thì mình chọn những chiếc máy ảnh full frame đã ra đời tương đối lâu, thì như thế thì giá thành nó sẽ rẻ. Miễn anh em đừng mua máy nát quá thì nó dễ bị hỏng hóc. Còn với những chiếc máy khá, máy đẹp thì máy ảnh rất là bền, anh em không lo vấn đề đó. Bù lại cùng một giá tiền, máy ảnh full frame đời cũ thì sẽ có giá bằng những chiếc máy ảnh crop đời mới. Anh em bị thiệt thòi về mặt công nghệ, về mặt màn hình hiển thị, về mặt khác. Nhưng khi anh em có một chiếc máy full frame là anh em có một chiếc máy bán chiên, một máy chuyên nghiệp chụp ảnh rất sướng. Quay video là một chuyện khác nhé. Đó, còn về ống kính thì giá rẻ cũng có, giá trung cũng có, giá cao cũng có. Vậy chúng ta lựa chọn ống kính như nào? Anh em kinh phí quá thấp hãy chọn những ống kính cơ bản như này. Anh em yên tâm, dù chỉ là hơn 1 triệu, hơn 2 triệu, nhưng với những chiếc ống kính này cắm trên full frame nó sẽ tốt hơn ống kit cắm trên crop rất là nhiều. Nếu anh em là người mà không ngại thay thế ống kính và chúng ta thích chụp tiêu cự ống fix khẩu lớn, thì những chiếc fix Việt vàng hoặc những ống fix của hãng thứ ba bây giờ chất lượng Sigma A hoặc là Tamron đời mới rất ngon. Chỉ khá là sợ anh em lười thay ống kính thôi. Còn lại và kinh phí anh em dư giả và thực sự quan tâm sâu sắc tới việc chất lượng ảnh thì hãy chọn một dàn luxury của ống L của Canon cực kỳ nhiều để anh em lựa chọn. Hy vọng rằng qua bài hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là chơi full frame không hề khó. Chơi full frame cũng không cần quá nhiều tiền, miễn làm sao mà anh em mua một chiếc máy phù hợp với nhu cầu túi tiền và biết cái mình đang cần ở đâu để chúng ta sắm những ống kính giá rẻ, ống kính tầm trung hay ống kính siêu xịn sò. Ok, cảm ơn các bạn, mình là Kiên đến từ Máy của Hà Nội và hy vọng rằng những video này sẽ giúp ích cho anh em. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ nó ra. Và nếu anh em muốn mình làm thêm các chủ đề khác, các làm thêm những cái câu hỏi khác, anh em hãy comment ngay phía bên dưới để mình có thể làm ra những video để giải đáp cho anh em. Hãy đăng ký, ấn vào cái chuông để nhận thông báo sớm nhất, xem video sớm nhất. Hãy đăng ký vì nó miễn phí. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.